Jamie Linh đã ghi được 10 bàn thắng tại V-League. Di Mario vẫn còn. Quạt bóng rất hay. Trọng tài Hoàng Ngọc Hà không cho rằng đó là một tình huống phạt đền. Ta sẽ cùng xem lại. Phải xem lại tình huống làm chậm. Trọng tài Hoàng Ngọc Hà thì cho rằng là tay của hậu vệ bên phía Top Bê Lê Bình Định đã chống xuống mặt sân. Nhưng nếu như pha làm chậm quay lại, tay của Hồ Tuấn Tài không chống xuống mặt sân thì đó sẽ phải là một tình huống đá phạt 11m dành cho các cầu thủ Hải Phòng. Đây là một tình huống mà trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã xử lý chính xác, không có phạt đền cho các cầu thủ.